ngay thành phố Thủ Đức đây cả nhà. Đó, vô đây sẽ là thành phố Thủ Đức. Ngay đầu đường vô là có Co-op Mart nè, siêu thị Phố 24, Vietcombank, sản riêu cá chép sao tộc, có quán bánh canh ghẹ được lắm nha cả nhà. Ồ, ghẹ còn sống, bơi 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 luôn nè. Rồi đây là nồi ghẹ nấu, đã nấu, hấp dẫn chưa? Ghẹ đi bao nhiêu dặm đường mới tới được ăn. Bánh canh ghẹ có nhiều giá lắm cả nhà, 55, 70, 80, 90, 150. Bánh canh tôm tím lâm càng, bánh canh thịt ghẹ em bé, bánh canh ghẹ ngọc lâm, đó, nhiều loại lắm. Đây là tô 150 đây cả nhà, hai tô, mỗi tô 150 là như thế này. Nó khác giá tiền là do cái size ghẹ, kích cỡ ghẹ thôi, chứ còn bánh canh dưới nước thì vẫn thế. Đây là một con ghẹ cắt ra, đã cắt ra một nửa như thế này, có huyết nè, có chả đó, với một con ghẹ dưới bánh canh mình đánh chanh lên. Nhưng mà công nhận là ghẹ tươi cả nhà. Vừa thử độ chắc, bây giờ mình sẽ ăn để thử độ chắc của ghẹ. Ghẹ thì có cái nước này, muối tiêu xanh. Xin mời cả nhà, xin mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Bánh canh ghẹ, cái nước thì ngọt hết ngay luôn cả nhà, chắc và ngọt cả nhà ơi, tuyệt vời. Đây còn cái chỗ, cái hồ mà để rộng ghẹ, rộng tôm tít, tôm càng á cả nhà, cho nó tươi á, tươi sống luôn đó. Đó, tôm càng còn bơi 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 đó. Ở Việt Nam mình là được cái là đi ra mua hải sản là gì nè, thấy còn bơi 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 là khoái rồi. Tôm càng này bự quá chừng. Còn cái hồ này là tôm tít nè, ở ngoài mắt kêu là bề bề á, cái hồ kia là ghẹ. Lần này mình đi thì là tôm tít và bánh canh ghẹ, bánh canh tôm tít và bánh canh ghẹ. Ngon đi. Lần thứ hai ăn cũng rất là ngon nha cả nhà. Đây, sáng ăn sáng hai tô bún bò, mỗi tô 35.000 đó cả nhà. Sướng không? Ở Việt Nam sướng không? Khỏi nấu, ăn liền. Đây là bún đậu mắm tôm, bún chả Hà Nội. Đây, ở cái khu gần Vin bên quận 9 đó, cũng có những cái chợ xổm như thế này, cửa hàng bán nhỏ nhỏ lẻ lẻ như thế này. Trái cây đủ loại, cam, táo, nhãn, thanh long, mận, chôm chôm, bưởi, quýt, sabu chê, đu đủ, mãng cầu, ổi, xoài, dừa, chuối, đó. Rau thì cũng có hàng nhỏ nhỏ thế này, nhìn rất là đặc trưng Việt Nam mình đó mọi người ha. Đây toàn là hàng tươi chứ không có hàng đông lạnh. Hiện tại là vậy đó. Ở phía bên trong á, ở bên trong cái khu dân cư thì họ không có bán đồ ăn lặt vặt như thế này. Chặt dừa kiểu mới nè, không chặt cái đầu mà chặt cái chỗ này. Sáng dậy đi thể dục quanh khu này á cả nhà, cũng khá là sạch sẽ, thoáng mát. Hôm nay trời không có lên, hơi âm u. Mình đi trong nội khu này là mình được dùng xe buýt nè, có xe buýt phục vụ. Có sân tennis luôn cả nhà. Giống hoa vạn thọ.
giống hoa văn thọ thôi nha cả nhà, mình không biết chính xác tên loài hoa này nhưng mà nhìn cũng khá là tươi. Đây, buổi sáng mọi người chơi thể thao, đánh tennis. Có khu thì có những cái bàn như thế này ngồi uống nước. Ở phía dưới căn hộ cũng khá là đầy đủ dịch vụ á, khoai mạc, ăn mạc, vin mạc nhiều lắm. Seven Trung Nguyên, cà phê Trung Nguyên cũng có luôn. Đây cả nhà ơi, rất là sạch đẹp. Dòng xe buýt với mọi điểm dừng là đều được thông báo để mình thích thì mình xuống, còn không thì mình sẽ đi tiếp. Mình thì kế hoạch là mình sẽ tới công viên. Tòa này vẫn đang xây dựng nữa nè. Đứng đây quay nó mới đã chứ. Đại lộ ánh sáng đã rồi. Đẹp quá cả nhà ơi. Những cái căn của cái khu này á, đụng vô là phỏng tay luôn đó cả nhà, phỏng toàn thân luôn đó. Bên trong công viên này thì có rất là nhiều hoạt động. Hôm trước mình đã quay sơ qua rồi là có cái biển nhân tạo nè. Buổi chiều thì có các hoạt động thả diều, tối thì có barbecue, vân vân. Mình đã đi thể dục trong công viên xong và bây giờ mình lên bus quay lại cái khu dân cư Rainbow á. Cái khu Rainbow này là cái khu chung cư mà bình dân nhất trong cái khu Vin của quận 9 đó cả nhà. Rainbow này thì dân cư ở khá là đông rồi. Còn hiện tại thì Vin bán cái khu Origami là cái khu mà thiết kế theo kiểu vườn Nhật á, thì giá nó đắt hơn, giá cao hơn cái khu Rainbow này. Dọc dọc có mấy cái chòi này cũng dễ thương á cả nhà. Gió lên mát, ngồi chơi mấy bạn nhỏ cũng có dụng cụ để chơi nè. Thank you.
quà đây cả nhà. Bây giờ là hơn 10 giờ, ăn sáng thì trễ mà ăn trưa thì sớm. Bạn này ăn cơm, thèm cơm quá. Quán này là chế biến ở bên trong. Đậu hũ chiên nhiều lắm. Đây là thịt kho trứng nè, măng. Còn bên trong mấy cái nồi bự bự nữa. Nhiều lắm, 18, 20 món hả chị? Rồi ok. Ở Việt Nam mình là ăn cơm xong được miễn phí nhà cái bên in ỏi luôn. Ăn ngày vui mọi người ha. Ngon ấy. Đó, không gian mở đó. Kế bên là có bánh mì rồi bánh ướt lòng đồ nữa. Tha hồ lựa chọn. Dưới sảnh có nhiều quán cà phê. Đây là cà phê Trung Nguyên. Ly đỏ đỏ là trà atiso hạt chia. Còn này là trà thảo mộc. Như vậy là video kỳ này của Nguyên tới đây xin được tạm dừng. Nguyên xin chân thành cảm ơn cả nhà rất rất nhiều. Và xin hẹn gặp lại mọi người video kỳ tới.